Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của xe nâng ANP Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một siêu phẩm xe nâng điện 3 tấn của hãng Komatsu, được nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản về Việt Nam tháng 7 năm 2021. Chiếc xe nâng Komatsu này được chạy mà chưa đến 3.000 giờ nhé các bạn nhé. Còn chiếc xe nâng này chạy mới 2.800 giờ thôi, sản xuất năm 2015. Và chất xe còn mới khoảng tầm 95% so với xe nâng mới nha các bạn nhé. Đây, như các bạn đã nhìn thấy thì về tổng thể con xe nâng này được khoảng tầm 9 điểm rưỡi so với một chiếc xe 10 điểm. Đây nha các bạn, nhìn tổng thể với này. Mọi thứ còn gần như là nguyên zin, zin đét theo xe. Đây, anh mới quay lại cái tấm thông số kỹ thuật giúp tôi. Chiếc xe nâng này tải trọng 3 tấn. Tải trọng 3 tấn nhá. Sản xuất tháng 9 năm 2015. Đấy, chiều cao nâng là 3m. Và tôi sẽ review cái đồng hồ cho các bạn xem nhé. Đây, đồng hồ của nó là hiển thị là 2.893 giờ, tức là từ cái lúc mà xe nó sản xuất ra đến giờ thì nó chạy được 2.893 giờ. Và trung bình một ngày, tính ra trung bình một ngày thì nó chạy khoảng tầm 0.7 giờ nhé các bạn nhé, chưa được 1 giờ. Đấy, xe nâng này có đầy đủ chức năng nâng hạ tiến lùi. Đây, thôi cho các bạn xem. Đấy nhá, nâng hạ này, nâng cao tối đa là 3m. Đây, nâng cao tối đa 3m, êm luôn nha các bạn nhá. Rồi, ngửa ra ngửa vào này. Ngửa ra ngửa vào này. Con này có dịch giá nha các bạn nhá. Đây, tôi sẽ review cái dịch giá cho các bạn xem. Đây, như thế này gọi là dịch giá. Đấy, này khỏe lắm, 3 tấn. Sản xuất năm 2015. Này, về cơ bản tổng thể là xe đẹp xuất sắc luôn. Xe đẹp xuất sắc nhé. Rồi, tôi sẽ review về cái hình thức bên ngoài nữa cho các bạn xem. Đây, máy quay sẽ quay lại gần thêm chi tiết chiếc xe nâng nhá các bạn nhá. Rồi, sẽ kéo cái chiếc phanh tay lại. Đây, như các bạn nhìn tổng thể nhá. Mọi thứ xung quanh này. Về xung quanh, hệ thống đèn đằng sau nhá, là nó là đèn led này các bạn này. Đèn led đi theo xe nhá. Nó còn zin luôn, zin led luôn. Đấy, hệ thống đèn led, đèn này rất là bền luôn mà sáng. Rồi kể cả những cái chữ này này. Rồi những nước sơn này. Đây các bạn này, nhìn cái đèn led bên này này. Nhá, gần như là mới, tới nguyên zin 100% luôn. Đây là cái hệ thống tản nhiệt này, hệ thống gió này. Rồi, đến phần toàn bộ còn lại là nước sơn này. Đấy, bên hông này, chữ này. Gần như là zin đét nha các bạn nhé. Đây, đèn tích hợp nhé, đèn này là đèn led. Tôi sẽ bật đèn cho các bạn xem. Đèn này đèn led cực sáng luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đèn led này. Đấy nhá, đèn này sáng lắm. Bánh đằng trước là bánh 28x9-15 của Aichi Nhật Bản nha các bạn nhé. Rồi, bánh này là bánh đặc đi theo xe, nguyên zin, khung sườn. Đấy, anh mới quay sang bên này một vòng nữa. Về tổng thể thì con xe nâng này được khoảng tầm 95% so với xe nâng mới nhá. Và tôi tiết lộ một cái giá cực kỳ đặc biệt, nó chỉ bằng khoảng tầm 30% so với xe nâng mới thôi. Giá thành chỉ 30%. Và chất lượng xe thì tương đương như xe nâng mới.
và hiệu suất làm việc cũng như là cái chất lượng xe tương đương như xe năng mới. Một cái giá đặc biệt cho chiếc xe năng này khoảng 30% giá thành so với xe năng mới mà thôi nha các bạn nhé. Đấy, và tôi sẽ review thêm cái bình ắc quy cho các bạn xem. Đây, con này sử dụng bình ắc quy khô. Đây, như các bạn này, hệ thống bình ắc quy rất là cồng kềnh luôn. Và khỏe nữa nha các bạn nhé. Con này sử dụng bình ắc quy 420Ah. Đây, máy quay lại bên này. Xe năng này sử dụng bình ắc quy nhá. Bình ắc quy 400, công suất 420Ah, 72V. À, đi theo xe luôn. Đây là một loại bình ắc quy khô, không phải châm nước, không phải bảo dưỡng, cứ sạc bình là chạy thôi nha các bác nhé. Các bạn đang xem video này thì các bạn hãy nhấn vào đăng ký để nhận được những cái video mới nhất nhá, kiến thức về xe nâng bổ ích mới nhất nha các bạn nhé. Và nếu các bạn quan tâm cái con xe nâng này thì các bạn hãy gọi điện cho cái số hotline ở trên cái góc của cái màn hình ấy, để các bạn sẽ kinh doanh, sẽ tư vấn và hướng dẫn cho, hỗ trợ cho các bạn mua cũng như là đến xem, đến check kiểm tra cái dòng xe năng này nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào. Xe nâng ANP Việt Nam trao niềm tin, nhận giá trị